Nhiều năm trở lại đây thì sông Cà Lồ thuộc địa bàn của xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh và xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã trở thành điểm nóng về khai thác cát trái phép. Mọi hoạt động diễn ra ngang nhiên, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, làm biến dạng dòng chảy và sạt lở đất đai nghiêm trọng. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong những ngày vừa qua. Từ 20 giờ cho đến 3 giờ sáng hôm sau là thời gian các đối tượng khai thác cát trái phép hoạt động trên dòng sông Cà Lồ. Ánh đèn pin rọi sáng cả một khúc sông. Tiếng máy hút cát thì gầm rú như muốn xé tan màn đêm tĩnh mịch của vùng quê Yên Bình. Cứ như vậy, mỗi đêm hàng trăm khối cát đã bị rút ruột một cách ngang nhiên. Sau những đêm cát tặc lộng hành, hiện trường để lại là rất nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân đã bị cuốn theo dòng sông Cà Lồ. Đứng từ bên vị trí của xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, nhìn sang vị trí của xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, có thể dễ dàng quan sát thấy mức độ sạt lở ở đây đang diễn ra hết sức nghiêm trọng. Cát ngay sau khi hút lên được tập kết ở một bến bãi gần đó. Chẳng thế mà, huyện Đông Anh không có mỏ cát, nhưng những bãi cát này vẫn ngày ngày nhộn nhịp cảnh mua bán. Khi được hỏi về nguồn gốc cát và những con tàu ma không số hiệu tại sao lại được tập kết ở đây thì ngay lập tức nhận được sự lý giải của chủ bãi. Anh ơi, mấy con tàu hút cát ở dưới là của ai, của anh à? Không, họ đánh cá đấy. Mấy con tàu hút cát ở dưới này là của tàu đánh cá. Không biết của ai. Anh thấy đêm nào cũng đi hút xong bơm lên bãi của anh này. Không biết. Là nguồn gốc ở đâu? Nguồn gốc từ Bắc Giang. Ở đây 3 tiền một khối anh, khoảng 3 tiền một khối. 101 một khối. Câu chuyện cát tặc đục khoét lòng sông Cà Lồ đã tồn tại trong nhiều năm qua, từ già tới trẻ, ai cũng biết, ai cũng nhìn thấy, cả chính quyền địa phương cũng đều biết. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, hoạt động khai thác cát trái phép vẫn diễn ra trên dòng sông này. Trước cái khu này ấy, thì đời sông trước ra bé cơ, bây giờ bán cát đây phải gấp 4 lần cái sông này rồi. Bây giờ rộng gấp 4 lần sông trước. Thế bây giờ hút nhiều quá rồi, ục hết kia, bán gần đây là bây giờ ục còn trong kia. Mới đây, ngày 5 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh có chỉ thị số 15 yêu cầu các ngành tập trung phát hiện, xử lý hình sự các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức, hoạt động có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, người đứng đầu, tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.